Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Đường đến giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 Cup Biwase. Thưa quý khán giả, một ngày trước khi Biwase Cup 2023 chính thức khởi tranh, 18 đội đua trong nước và quốc tế đều đã có mặt đông đủ tại Bình Dương. Trong buổi sáng 7 tháng 3, các khách mời quốc tế cũng như trong nước đã thực hiện buổi tập luyện trên cung đường thành phố mới Bình Dương, địa điểm sẽ diễn ra lễ khai mạc và chặng đua mở màn của mùa giải năm nay. Không khí của ngày hội xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023, Cup Biwase, trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với sự hiện diện của đông đảo các đội đua trong nước cũng như quốc tế về dự tranh. Các đội đua quốc tế có mặt tại đất thủ Bình Dương vào chiều ngày 6 tháng 3. Sau một đêm nghỉ ngơi, các nữ coureur ai nấy cũng đều hào hứng bắt tay vào buổi tập luyện nhẹ, chuẩn bị cho ngày khai mạc và thi đấu chặng đầu tiên. Tôi cảm thấy rất hào hứng khi có mặt tại đây cùng với rất nhiều các đội đua bạn, giải đấu cho chúng tôi cơ hội để được giao lưu và thi đấu cùng nhau. Tôi thấy đội đua nào cũng mạnh, để giành được những thứ hạng cao chắc chắn phải nỗ lực hơn nữa, cộng thêm một chút may mắn. Tôi đã có 4 năm tham giải Biwase Cup rồi, với tôi đây là một giải đấu tuyệt vời và cũng rất khắc nghiệt, nhiều thử thách. Một số vận động viên khác trong đội của tôi lần đầu tiên dự giải nên các bạn ấy rất hào hứng. Mục tiêu của toàn đội chúng tôi đầu tiên là thi đấu an toàn, sau đó sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt nhất. Đội của chúng tôi đến với Biwase Cup để rèn luyện chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng sắp tới. Đây cũng là cơ hội để các tay đua trẻ của chúng tôi được thi đấu cọ xát và có thêm những kinh nghiệm quý giá. Các đội đua làm quen đường đua tại thành phố mới Bình Dương trong khoảng 2 giờ đồng hồ, sau đó trở về lại khách sạn và sẽ dự lễ khai mạc giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 Cup Biwase vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương. Về lộ trình đua, chặng 1, các đội thi đấu 3 vòng quanh thành phố mới Bình Dương, cự ly 66 km. Chặng 2 có cự ly 140 km từ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đi Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, rồi quay trở lại về đích tại thành phố Thủ Dầu Một. Từ chặng 3, các vận động viên sẽ thi đấu qua các địa phương là Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và trở lại Bình Dương, kết thúc hành trình vào ngày 17 tháng 3 năm 2023. Sự hiện diện của 11 đội đua mạnh trong nước và 7 đội quốc tế, trong đó các nước trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, Philippines đều đưa đội tuyển dự giải, hứa hẹn cuộc tranh tài giữa các bóng hồng xe đạp tại Biwase Cup 2023 sẽ vô cùng hấp dẫn, quyết liệt. Xin chúc cho các nữ coureur xinh đẹp của các đội đua sẽ thi đấu an toàn, đạt chất lượng chuyên môn cao, qua đó góp phần làm nên thành công của mùa giải Biwase Cup 2023. Đến đây chương trình Đường đến giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 Cup Biwase xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình Nhật ký giải ngày mai cũng vào khung giờ 19h45 phút trên kênh BTV1, 18h55 phút trên kênh BTV2 cùng trên các nền tảng số của BTV Thể thao. Xin mến chào tạm biệt.